Ngày nay tại sao trẻ con tội phạm nó nhiều, càng ngày càng nhiều? Bởi vì trên cái môi trường Facebook, môi trường ảo, tất nhiên ở đó nó có cái rất là tích cực, nhưng nó cũng có một cái tiêu cực đối với người tham. Là vì có những bọn nó lên đấy nó khoe, nó mua được Maybach, nó mua được cái nọ, mua được cái kia, nó bảo một tháng làm được đống tiền bằng này, thế nó xòe một đống tờ 500 ra. Thế mình tự nhiên mình thấy mặc cảm, tự ti là mình không làm được. Nhưng mà thực ra cái đứa khoe như vậy là đứa không có tiền thật đâu nhé, nó cũng chỉ ảo thôi. Nhưng mà nó làm cho thằng nghèo thì đúng là bấn loạn thật. Thế là sốt ruột. Niềm vui đâu không thấy, nhưng mà thấy mình nhục vì thấy chúng nó có nhiều tiền quá trên Facebook. Sự sung sướng gốc anh đặt cái tên nickname mà tôi đã thấy nó khiếp rồi. Cháu chào chú, chú chia sẻ hộ cháu vấn đề là làm thế nào để bỏ cờ bạc online. Cháu bỏ một thời gian rồi, thi thoảng nó vẫn luẩn quẩn ở trong đầu và vẫn vào chơi. Cái vấn đề này nhiều người đều muốn chú chia sẻ. Cháu 30 tuổi, cảm ơn chú. Vâng, thú thực với bạn thế này. Riêng cái cờ bạc ấy là nó ăn vào máu rồi. Nó ăn vào máu rồi. Vì cái này tâm này là tâm tham. Tâm tham. Tức là đa phần các bạn là muốn một ăn 80 chẳng hạn, một ăn 25 chẳng hạn, ví dụ thế. Thế thì làm nào để bỏ tâm tham? Thì tôi trong đạo Phật thì vẫn là giới định tuệ thôi. Phải giữ giới. Với giữ giới, việc đầu tiên là tôi vẫn nhắc lại giống như cái câu hỏi của bạn đầu tiên ấy. Bạn có hỏi là làm thế nào để mà bạn ấy bỏ được ăn chơi ấy. Thì việc đầu tiên là bạn hãy tránh xa những cái môi trường cờ bạc đi. Tránh xa môi trường cờ bạc bằng cái cách thế nào? Có thể bạn mua một cái điện thoại bấm phím thôi. Bởi vì nhiều khi bạn lướt điện thoại online trên Face ấy, mà smartphone ấy, thì đôi khi là lên trên đấy là thấy chúng bạn nó khoe là nó đi SH, thằng thì khoe là đi ô tô, thằng thì khoe là mới xây được cái nhà. Nhưng có khi chúng nó cũng ảo chứ, chắc gì chúng nó đưa đến đấy đã thật. Thế nhưng mà mình thấy là nó bằng tuổi mình, hoặc là thậm chí có những đứa nó ít tuổi hơn mình, mà gớm nữa bây giờ nó đã có xe ô tô, có nhà, có cửa, có cái nọ, có cái kia. Thế là làm cho cái tâm mình nó bấn loạn và mình sốt ruột. Thế là bố rút điện thoại ra, bố làm con lồ. Được không? Thì cái bệnh đấy là bệnh tham. Nhưng mà muốn để cho nó không khởi cái tham của mình lên ấy, thì bắt buộc mình phải ly dục ly ác pháp. Tức là gì ạ? Định trước. Định trước tức là bạn phải tránh xa gì ạ? Bạn tránh xa cái môi trường mà bạn thường xuyên lướt Face đi. Vậy bạn dừng Face cho thôi. Tất nhiên là bạn dừng cái Face thì bạn sẽ tránh được cái môi trường là nhìn chúng nó khoe cái nọ, khoe cái kia. Thì bạn sẽ đỡ được cái việc động tâm. Nhưng tất nhiên là bạn sẽ gì ạ? Bạn sẽ mất đi niềm vui là lướt Face mỗi ngày. Vậy thì bạn có dám chấp nhận là bỏ cái niềm vui để nhận được sự bình yên không? Vẫn là bạn, không phải là tôi. Câu chuyện thứ hai, nếu dùng cái điện thoại mà bàn phím để không lướt Face nữa, thì thứ hai nữa trong đời thường nó vẫn ám ảnh bạn. Thì bạn tránh xa những người bạn mà gì ạ? Nó tập trung vào cái vòng vật chất quá. Tôi lấy ví dụ thế này thôi. Nhiều khi có bốn đứa chơi với nhau mà ba đứa kia mà nó rủ mình đi uống rượu. Xong đến tới nơi nó cứ khoe với nhau là tao đeo đồng hồ này mấy trăm triệu, tao mới mua cho ông bà già cái xe, tao muốn mua cho vợ một cái dây, tao muốn mua, tao mới mua cho cái này, mua cái kia. Thì bắt đầu nó toàn khoe về gì ạ? Tiền bạc. Tức là trong suốt một cái cuộc nói chuyện, đặc biệt là các bạn họp lớp, các bạn hay gặp cái tình huống đó. Tức là đi họp lớp chỉ chủ yếu để khoe xem là mình đã có bao nhiêu thứ, bao nhiêu tiền. Và nơi đấy là nơi đúng là môi trường khoe. Thì khi bạn bước chân vào cái môi trường đấy, và bạn sẽ bị tự ti. Và nhiều khi bạn cay mũi, bạn về bạn thả con. Thì tránh xa cái môi trường ấy ra. Như vậy tôi khuyên bạn có hai việc. Một, ly dục, ly ác pháp. Đó là nếu có thể hãy ngừng chơi Face, dùng cái điện thoại cố định cho tôi. Ngày nay tại sao trẻ con tội phạm nó nhiều, càng ngày càng nhiều? Bởi vì trên cái môi trường Facebook, môi trường ảo,
Tất nhiên ở đó nó có cái rất là cực, nhưng nó cũng có một cái tiêu cực đối với người tham. Là vì có những bọn nó lên đấy nó khoe, nó mua được Maybach, nó mua được cái nọ, mua được cái kia, nó bảo một tháng làm được đống tiền bằng này. Thế nó xòe một đống tờ 500 ra. Thế mình tự nhiên mình thấy mặc cảm, tự ti là mình không làm được. Nhưng mà thực ra cái đứa khoe như vậy là đứa không có tiền thật đâu nhé. Nó cũng chỉ ảo thôi. Nhưng mà nó làm cho thằng nghèo thì đúng là bấn loạn thật. Thế là sốt ruột. Niềm vui đâu không thấy, nhưng mà thấy mình nhục vì thấy chúng nó có nhiều tiền quá trên Facebook. Thì bỏ cái môi trường này, tạm thời bỏ đi đã. Khi nào sửa được cái bệnh thang. Thứ hai là tránh xa những người bạn, chơi với những người bạn mà họ đưa cái thước đo vật chất ra để đánh giá về tầm vóc của một con người. Đừng chơi với chúng nó nữa. Và việc thứ ba, hãy tìm đến những người mà họ sống gì ạ, hiền hòa, bình yên, để chơi với họ. Và nếu mà được may mắn chơi với những người trí tuệ thì càng tốt. Thì đó là những cái thứ mà cháu cần phải làm bằng hành động rất là cụ thể. Bạn cần phải làm bằng hành động cụ thể. Và tất nhiên bạn phải hy sinh đi những cái niềm vui đấy để nhận lại sự bình an. Và làm được hay không là bạn, chứ không phải là tôi. Đấy. Còn nếu mà tốt nữa thì bạn có phương án thứ ba là thay đổi hẳn môi trường sống. Nhưng cái phây vẫn là một thứ khiến cho những kẻ tham nhảy bổ lên để chơi cờ bạc. Rồi. Chúc bạn sớm tìm lại được sự bình an. Cảm ơn bạn.